Mời quý vị và các bạn theo dõi một thông tin sức khỏe. Thưa quý vị và các bạn, làn da nổi mụn vào mùa hè là điều gây ra phiền phức và thiếu tự tin cho nhiều người. Nước dừa, sau so má, trà xanh, nước chanh, nước lọc có tác dụng cấp nước cho làn da, làm sạch da, hạn chế mụn ngày hè. Thông tin được tham khảo trên báo vnexpress.net. Một nước dừa Nước dừa dồi dào vitamin C và các khoáng chất rất tốt cho da. Uống nước dừa có thể tái tạo da, hỗ trợ chống nhiễm khuẩn vùng da bị mụn, khử độc, giảm tỷ lệ mụn và giảm lượng dầu dư thừa trên da. Tuy nhiên, để hấp thụ dinh dưỡng trong nước dừa, hệ đường ruột cần khỏe mạnh. Uống nước dừa 1 đến 2 lần trong một tuần, không uống quá nhiều. Hai nước rau má. Rau má rất nhiều axit amin, beta carotin, axit béo và nhiều chất phytochemical mạnh, tác dụng giảm viêm, tăng tốc độ chữa lành vết thương, kích thích tăng trưởng tế bào mới. Nước rau má còn có tác dụng tái tạo da, dưỡng trắng da, chống lão hóa. Rau má còn thanh nhiệt, giải độc cơ thể, ngăn ngừa mụn, phù hợp với những người có mụn trứng cá. Uống thường xuyên, da sẽ trơn láng, sạch mụn và mịn màng. 3. Trà xanh các hợp chất trong lá trà xanh đã được chứng minh có tác dụng kháng khuẩn, chống viêm, giảm sản xuất bã nhờn và giúp trị mụn hiệu quả. Trà xanh có hàm lượng chất chống oxy hóa cao, cải thiện sắc tố da, chống lão hóa, ngăn ngừa nếp nhăn hiệu quả. Uống 2 đến 3 cốc mỗi ngày, không uống quá nhiều. Nếu không uống được trà xanh có thể thay bằng trà atiso, mát gan giải nhiệt thải độc cho cơ thể. 4 nước chanh Nước chanh có tác dụng diệt vi khuẩn, giảm bã nhờn trên da do thành phần axit suy trích. Chanh rất giàu vitamin C, có thể hạn chế phản ứng viêm của tế bào, hỗ trợ lọc máu, giảm thâm mụn. Có thể uống nước chanh hoặc kết hợp chút mật ong để ngăn ngừa mụn tái phát. Với đặc tính kháng khuẩn cao, mật ong sẽ giúp tái tạo và phục hồi da nhanh chóng. Nên uống vào buổi sáng sẽ giúp cơ thể bạn hấp thu tối đa các chất dinh dưỡng và tăng cường miễn dịch cho cơ thể. 5. Nước lọc Đây là một cách trị mụn đơn giản và tiết kiệm nhất. Bạn nên uống đủ 2 lít nước mỗi ngày, thanh lọc và thải độc cho cơ thể. Thưa quý vị và các bạn, những thực phẩm chúng ta ăn hàng ngày có ảnh hưởng rất nhiều tới làn da. Một số thực phẩm sẽ làm cho da trở nên tươi trẻ, mịn màng hơn, cụ thể như sau. 6. Ăn đa dạng các loại trái cây Mỗi loại trái cây đều chứa trong đó các vitamin và chất xơ. Ở vỏ quả nho đỏ chứa rivoritone, chất chống oxy hóa tự nhiên có tác dụng ức chế các chất trung gian gây viêm giúp da luôn ở trạng thái tốt nhất, đồng thời còn giúp bảo vệ da khỏi những tác hại do tia cực tím gây ra. Ổi, thanh long, bưởi, cam, lê, dưa chuột là những loại quả chứa nhiều chất xơ, vitamin C, A, kẽm, kali, mangan và rất ít đường nên bạn ăn không sợ béo. Dầu vitamin có tác dụng chống oxy hóa, ngăn ngừa ung thư, hình thành collagen mang lại sự đàn hồi cho da. Táo chứa các loại vi chất dinh dưỡng chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa ung thư và lão hóa da. Một nghiên cứu gần đây của các nhà khoa học Hà Lan cho biết, trong táo còn có chứa collagen và elastin, rất tốt cho việc duy trì làn da tươi trẻ. Dưa hấu, cà chua rất giàu vitamin A và C, cả hai chất này đều làm cho làn da của bạn luôn khỏe mạnh và trẻ trung. 7. Các loại rau củ chống oxy hóa Hành tây, vừa được xem là một loại gia vị, vừa được xem như một loại rau. Hành tây rất giàu kalium, selenium và vitamin C. Thành phần selenium có nhiều trong hành tây rất tốt cho da, móng và tóc. Ngoài ra, chất quercetin trong loại rau củ này có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, kết hợp với selenium giúp khử các cốc tự do, nguyên nhân gây ra nếp nhăn. Rau bina là cải bó xôi, rau chân vịt. Rau được biết đến chứa 35 vitamin và khoáng chất thiết yếu, rất giàu vitamin C và A, nhờ đó giúp tăng sức đề kháng, làm đẹp da, sáng mắt. Cà rốt, khoai tây, khoai lang rất dồi dào beta carotin, một chất chống oxy hóa, ngăn ngừa lão hóa da hiệu quả. Chính vì vậy, mỗi ngày một cốc nước ép cà rốt tươi sẽ giữ cho làn da được mịn màng, căng tràn sức sống, không bị khô nám. Đối với khoai tây, khoai lang, bạn nên hấp, luộc để ăn hàng ngày nhằm phát huy tác dụng thúc đẩy quá trình sinh sản tế bào mới, làm mờ các sắc tố đen và các vết tàn nhang trên da, đem lại cho bạn một làn da căng mịn. Quý vị và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi đã khép lại một thông tin sức khỏe ngày hôm nay của Đài Phát Thanh và truyền hình Hương Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi.